Buổi nào nữa? Lấy gì cưa? Lấy dây cưa, ra sao lấy dây cưa? Nằm đâu? Mà sao á? Để đi. Đợi chút xíu đi, mới nằm chút xíu đi rồi. Tối ngày à, sai hoài. Ở gãy, ở đợi nữa. Sai hoài. Ê, mày nói gì mày? Con nói gì đâu, lấy cây cưa nè. Few moments later. Cưa cây nó cũng kêu. Cưa nào nữa? Cưa lớn á. Lấy cưa này cưa biết tới chừng nào? Ai biết, nó không rõ. Lấy cưa bự phải không? Rồi. A few moments later. Lấy cưa rõ ràng đi, ta biết đường ta lấy. Đúng rồi. Tới đây rồi. Không chết. Gì nữa? Gì đâu mà mày ngu vậy hả? Gì đâu mà mày ngu vậy hả? Gì? Kêu mày cái cưa. Lấy cưa, cưa nè. Cưa bự. Ừ. Cưa bự là máy cưa á. Mày cưa máy cưa sao mẹ cái máy cưa đi. Ai mà biết. Cưa nó mẹ máy cưa đi. Cưa tao biết đường tao lấy. Few moments later. Máy cưa mà nặng dữ trời. Sao cưa nổi mà mấy cái máy này cưa trời. Máy gì mà nặng dữ trời. Mẹ, phải cái máy này không? Cái máy này sao cưa? Máy này sao không cưa được trời. Trời, cái máy này mà cưa gì? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đánh cho mới nhát rồi. Chứ thật đấy. Cái máy đó. Ai biết? Máy cưa là máy nào? Nè, thấy cưa này không? Ông Hải nghĩ luôn nha. Thấy cưa à? Trời, mới thấy thông minh hà. Trời, nói biết hả? Chồng bà mà. Phải thông minh mới vậy mới được chứ. Trời ơi, chưa? Lấy cưa chưa?